Chào bác đã quay trở lại với kênh Kênh Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian FCR 3100, một là mẫu xe touring của Gian với mức giá 5,8 triệu, rất là rẻ, được trang bị bộ đè Shimano Asisa khung nhôm. Em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Nhôm sơn, nước sơn nguyên bản. Xe do là xe bãi và quá trình sử dụng nên là nó cũng không còn giữ được cái độ mới. Nó có một vài vết xước nhỏ do thời gian vận hành. Trang bị bộ đề là Shimano Asisa 8 tầng lip, bánh 700c, rơi bi bò, cối nổ. Tay bấm lip là Shimano và tay bấm đĩa là Meizu, phanh chữ V. Thường thấy cái phanh này ở những cái xe bãi Nhật. Thì dám sẽ vào đo size của chiếc xe là rất chuẩn động cho các bác xem. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60 đến 2m70 là phù hợp. Touring Gian FCR mức giá là 5,8 triệu, bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe và đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.